10 tuổi lấy số điện thoại của mẹ để đăng ký chương trình. Hỏi mình là chị lấy số điện thoại của mẹ làm gì. Ai có số cuối là số 9 đấy. Yes. Số cuối là số 9 đấy, có số đầu nữa. Hai người à? Chắc rồi. Ba người. Ba người đúng không ạ? Vâng, xin chúc mừng ai có số 39 đấy. Chúc mừng anh Tùng. Anh Tùng khi mà được. Úi giời ơi. Đây là cái số gọi là cái. Xin một tràng pháo tay thật lớn dành cho hai cô chú. Cái cổ động viên rất là đặc biệt, ý nghĩa của đội tuyển Việt Nam. Xin cảm ơn hai cô chú. Chúng ta chỉ còn hai kỷ niệm chương rất là đặc biệt này. Số cuối cùng này là cái số mà được chọn luôn. Hoàng Đức bốc đúng số áo của mình luôn. Số 14 ạ, ai là số 14 ạ? Vâng, xin một tràng pháo tay thật lớn dành cho tất cả mọi người. Ok. But question from the media. Như đã chia sẻ lúc nãy, chúng tôi trong tương lai muốn xây dựng một học viện bóng đá cho trẻ em thì sẽ gồm 4 người, trong đó có tôi, một hai người bạn nữa kết hợp với một tập đoàn để hiện thực hóa dự án này.
Mục tiêu của học viện này đầu tiên là tôi muốn thiết lập một học viện tập trung phát triển bóng đá học đường. Vì tôi thấy đào tạo bóng đá Việt Nam đến từ một số tập đoàn lớn hay thông qua hệ thống đào tạo trẻ của các câu lạc bộ lớn. So sánh với Hàn Quốc và Nhật Bản, chúng tôi và Nhật Bản có những đội tuyển rất mạnh, từ lứa nhỏ cho đến đại học. Chính vì từ nguồn cầu thủ đó, họ có rất nhiều sự lựa chọn để chọn ra cầu thủ giỏi nhất để đưa lên cấp độ chuyên nghiệp. Tôi cũng mong muốn nỗ lực của tôi để phát triển bóng đá học đường ở Việt Nam và kế hoạch trong tương lai đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Về cá nhân tôi sẽ ở lại Việt Nam đến khi nào Hàn Quốc ấm hơn. Dù đã kết thúc hợp đồng với đội tuyển quốc gia Việt Nam, nhưng nếu có nơi khác đề xuất thì tôi sẽ cân nhắc. Không phải cầu thủ nào ra nước ngoài cũng đều thành công, ngay cả cầu thủ Hàn Quốc cũng vậy. Mặc dù một số cầu thủ chơi bóng ở châu Âu, nhưng cũng có nhiều trường hợp đi về tay trắng. Quan trọng là những điều mà bạn ấy học được là gì, chứ không đơn thuần là thành công về mặt cá nhân. Các bạn ấy có thể không thành công, nhưng nếu đóng góp cho bóng đá Việt Nam thì tương lai vẫn sáng lạn. Vừa rồi, tôi cũng gặp hai cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai trước khi họ sang thi đấu tại Đại hạng 2 Hàn Quốc. Các bạn ấy còn rất trẻ, nhưng chúng ta không nên quá kỳ vọng vào họ. Thay vào đó, hãy nhìn vào họ, học tập thế nào và phát triển ra sao. Liệu và một lời đề nghị làm giám đốc kỹ thuật cho Liên đoàn Việt Nam thì ông có nghĩ là có nên cân nhắc hay không? Và nếu một lời đề nghị từ phía đội tuyển quốc gia Thái Lan, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan thì ông có đồng ý dẫn dắt hay không trong khoảng 1 đến 2 năm tới? Về tương lai của tôi, thực ra cần phải xem xét những điều kiện về hợp đồng. Nhưng tôi chia sẻ ở đây thì tôi mong muốn làm huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia hơn là câu lạc bộ. Tôi đã kết thúc hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nếu như có nơi khác đề xuất thì tôi sẽ cân nhắc. Tôi mong muốn làm việc với đội tuyển quốc gia hơn. Tôi nghĩ xác suất để tôi ký với đội tuyển quốc gia khác ở Đông Nam Á ngoài Việt Nam vẫn là thấp. Nói thật là trong tim tôi, Việt Nam là quê hương thứ hai. Tôi nghĩ cứ nói là xem xét vậy thôi, chứ trong lòng tôi có khi đã không đồng ý rồi. Okay. Thank you.